Chào các bạn ạ. Để ngày mình có tin gì mới chia sẻ với các bạn ạ. Trước hết mình chia sẻ với các bạn một số thông tin về vĩ mô. Ngày hôm nay thị trường chứng khoán của Việt Nam giảm khá là sâu các bạn. Sàn thành phố Hồ Chí Minh á giảm đến 28,6 điểm. Giảm rất là sâu. Sàn Hà Nội là các bạn biết là giảm chỉ có 8 điểm thôi. 8 điểm nhưng mà tới 3,16% lận. Còn hiện bây giờ là các bạn biết là Mỹ chưa giao dịch nè. Còn thị trường châu Âu đang giao dịch mà các bạn biết là đang chìm trong sắc đỏ. Đức nè, Đức hiện bây giờ đang giảm nè. Pháp cũng đang đỏ nè. Châu Âu đỏ hết các bạn. Đỏ hết. Ngày hôm nay châu Á cũng đỏ nốt. Diễn biến vĩ mô là không được tốt lắm. Các bạn thấy đỏ rực luôn. Nhật Bản ngày hôm nay cũng đỏ nè. Hàn Quốc đỏ nè, Hồng Kông đỏ nè, Trung Quốc đỏ nè, dầu cũng đỏ nè, vàng cũng đỏ nè, anh mồm đỏ hết rồi, bạc cũng đỏ nè, nguyên một màu đỏ. Sở dĩ mình chia sẻ với các bạn thông tin như thế này á, kênh của mình là thị trường bất động sản thôi, nhưng mà bất động sản là một bộ phận của nền kinh tế, kinh tế thì nó liên quan đến chứng khoán. Thị trường chứng khoán là cái bộ mặt của nền kinh tế, tất cả mọi thứ nó phản ánh vào đây hết. Cho nên các bạn đầu tư về thị trường bất động sản á, tìm hiểu về thị trường chứng khoán nó rất là hay. Cho dù các bạn có không tham gia đây chăng nữa nhưng mà theo dõi để biết thông tin rằng hiện bây giờ nền kinh tế của Việt Nam nó đang ở đâu, kinh tế thế giới nó đang ở đâu và thị trường bất động sản nó đang đi về đâu. Tất cả đều có mối quan hệ với nhau một cách chặt chẽ. Không ai có thể đứng một mình hết. Các bạn thấy tình hình rất là xấu. Rồi tiếp theo mình chia sẻ với các bạn một số thông tin về lĩnh vực bất động sản. Vào ngày 18 tháng 9 vừa qua, tại phiên thảo luận chuyên đề hoàn thiện chính sách đất đai trong khuôn khổ diễn đàn kinh tế xã hội năm 2022, có sự tham gia của lãnh đạo Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng và các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực đất đai. Thì tại buổi dự thảo này có rất là nhiều ý kiến, nhiều đề xuất, mà những đề xuất này được dự báo là sẽ ảnh hưởng rất là lớn đến thị trường bất động sản trong thời gian sắp đến. Cho nên mình nghĩ rằng các bạn nên quan tâm những ý kiến, những đề xuất của các trưởng đầu ngành. Mình chia sẻ lần lượt các bạn ạ. Thứ nhất mình chia sẻ với các bạn một thông tin đề xuất của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà. Có nhiều đề xuất nhưng mà mình chỉ nhấn mạnh một cái đề xuất của Bộ trưởng Hồng Hà. Bộ trưởng Hà cho rằng thực tế hiện nay việc thiếu thông tin liên quan đến dữ liệu đất đai là một cái lỗ hổng rất là lớn. Cho nên thời gian sắp đến cần phải xây dựng dữ liệu đất đai sẽ giúp cho nhà nước giám sát nguồn lực đất đai, vừa giúp cho người dân tiếp cận thông tin về đất đai một cách công bằng, công khai, bình đẳng, minh bạch. Cái này nó xuất phát từ tình trạng như các bạn biết là đất đai của chúng ta bây giờ là mù mù, mờ mờ, u u minh. Thậm chí có cái quy hoạch nhưng mà nhiều khi cũng không có công khai nữa. Có những quy hoạch các bạn là anh công bố nội bộ như thế nào đó, tủng tùng ra ngoài để cho một số các nhà đầu cơ trục lợi. Nên đợt vừa rồi Bộ trưởng Bộ Xây dựng có những văn bản yêu cầu là các địa phương là phải công khai các quy hoạch. Chính phủ phê duyệt rồi là cũng phải công khai ra. Thành phố phê duyệt chủ trương xây dựng cái cầu, cái đường gì. Hiện bây giờ tình trạng đó đến đâu rồi phải công khai cho người dân biết. Chứ không phải ôi mình mập mập mờ mờ. Chả ai biết cái gì hết. Rồi dữ liệu từ địa phương này, địa phương kia dường như là phần anh nào, phần anh đó biết. Hà Nội thì Hà Nội biết, Sài Gòn, Sài Gòn biết, Đà Nẵng, Đà Nẵng biết. Còn từ anh này qua anh kia để có dữ liệu, mù căm luôn. Không biết gì hết. Cho nên sắp đến là phải xây dựng dữ liệu quốc gia. Dữ liệu này được công khai minh bạch và được chia sẻ trên không gian mạng. Và người dân đều có thể cập nhật vào đó, xem, tìm hiểu thông tin. Và cơ quan nhà nước cần quản lý cái gì là coi như là kết nối hết.
Thông tin dữ liệu đất đai là nhiều lắm các bạn, nhưng mà nôm na có một số thông tin rất là quan trọng. Ví dụ như là quy hoạch đất đai là phải công khai lên. Quy hoạch đất đai mới nhất, ví dụ như quy hoạch 2030 đến năm 2045-50 gì đó, những cái quy hoạch đó đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt rồi là phải up, phải đưa lên mạng để cho người dân và doanh nghiệp người ta biết cái vị trí đó người ta cần đầu tư, sau này nó có vướng cái gì không, người ta bấm vào người ta biết liền. Người ta nhìn vào đó người ta biết rằng quy hoạch trong vòng 10 hoặc 20 năm sau á, đất đó là đất gì, là đất ở hay là đất nông nghiệp hay là đất an ninh quốc phòng. Hiện bây giờ nó là đất ruộng, nhưng mà tương lai hắn là đất gì, hắn có lên được đất ở đô thị hay là không. Bây giờ mà bập mà mờ mua coi chừng là dính đạn chết ngay liền. Hay là quy hoạch tương lai nó làm con đường, bây giờ chỉ là một bãi đất trống thôi, nhưng mà tương lai nó là con đường nó phóng qua. Người ta nhìn vào đó người ta biết, để cho người ta định hướng người ta đầu tư, ví dụ như vậy. Hay là thông tin về thửa đất, bấm vào một cái là có thể biết được số lô, số thửa, diện tích bao nhiêu, chiều ngang, chiều dài, nắm được hết. Rồi thông tin về giá cả đất đai ở một khu vực, hai địa phương, vị trí, thậm chí là cái tuyến đường nào giá cả bao nhiêu, có thể cập nhật toàn bộ trên đó để cho người dân người ta có thể xem. Rồi chúng ta có thể cập nhật thêm thông tin giao dịch bất động sản, có nghĩa là cái bất động sản đó trong quá khứ nó đã từng trải qua bao nhiêu lần giao dịch, giá cả bao nhiêu, cần thiết là có thể đưa hết lên không gian mạng luôn. Người dân người ta kích vào, người ta biết rằng cái giá hiện tại người ta đang tham khảo so với cái giá quá khứ đó, là nó đã tăng mấy chục phần trăm rồi. Người ta thấy cái giá đó là hợp lý hay là không. Thêm một ý kiến nữa, đó là ý kiến của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Bộ trưởng Bộ Tài chính có một ý kiến rất là hay. Đi sâu hơn về vấn đề tài chính đất đai, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước đã nêu những cái vấn đề lớn. Đó là vấn đề chuyển mục đích sử dụng đất. Theo ông Phước, đây là một lỗ hổng vô cùng lớn mà luật đất đai năm 2013 không bịt được, đã tạo nên địa tô chênh lệch rất lớn. Từ đó xảy ra rất nhiều sai phạm. Sai phạm được vừa rồi chủ yếu liên quan đến đất cát, chuyển qua chuyển lại như thế nào đó, nhưng mà có lợi ích hết trơn á. Bộ trưởng cho rằng với đất sử dụng mục đích cho thuê thì thực hiện phát triển sản xuất kinh doanh, khi không có nhu cầu sử dụng, nhà nước phải thu hồi lại, đấu giá hoặc chuyển cho các cơ quan khác sử dụng. Điều đó sẽ tạo ra động lực, hay nói cách khác là tạo nguồn lực cho nền kinh tế. Ông Phước ví dụ, sau khi cổ phần hóa, doanh nghiệp ngoài nhà nước nhìn vào các khu đất vàng, sau đó chuyển mục đích sử dụng thành đất thương mại, đất ở, tạo địa tô chênh lệch. Đây có thể nói là một trong những thất thoát rất là lớn của nhà nước trong nhiều năm qua. Đây là một lỗ hổng. Chỉ với một quyết định hành chính, tự nhiên đã biến hàng trăm tỷ, hàng ngàn tỷ đã bị mất đi. Và ông cho rằng chúng ta cần phải có một cơ chế hiệu quả để bịt cái lỗ hổng này. Cái này các bạn xem là các bạn thấy đúng không? Trước đây nhiều công ty cổ phần hóa đất vàng, đất bạc gì đó, đất kim cương gì đó các bạn này. Anh nhìn tái thân quá là anh vào anh mua hết cái công ty đó với một cái giá nói các bạn là rẻ bất ngờ luôn. Trong vài năm sau nói các bạn đất này nó tăng không biết bao nhiêu lần, hàng trăm thậm chí hàng ngàn lần. Nếu như đất đó linh ta anh tin mà chuyển lên được đất ở hoặc là chuyển thành đất thương mại. Bởi vì sao? Trong một thời gian ngắn các bạn biết là biết bao nhiêu tỷ phú ra đời chủ yếu từ cái đất cát này. Thậm chí những người thuộc lò là giàu nhất Việt Nam bây giờ là cũng đi lên từ đất cát, xuất phát từ đất cát. Chỉ có chênh lệch địa tô mới giàu một cách kinh khủng và giàu nhanh như vậy. Rồi mình chia sẻ thêm một ý kiến của Thứ trưởng Bộ Xây dựng, ông Nguyễn Văn Sinh. Ông Nguyễn Văn Sinh có ý kiến về quỹ đất dành cho phát triển nhà ở xã hội, nhà thu nhập thấp. Trong thời gian vừa qua theo quy định là các khu đô thị, đất thương mại, dự án gì đó là phải dành 20% quỹ đất để thực hiện xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho những người có thu nhập thấp. Quy định là vậy nhưng mà dường như mấy mươi năm nay không bao giờ thực hiện được. Nhiều chủ đầu tư mình nói các bạn là họ chấp nhận, họ chịu phạt, chứ họ không chịu thực hiện cái việc này.
cái phần đất xây dựng thương mại người ta xây dựng xong người ta bán hết, còn 20% quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội người ta chấp nhận, người ta chịu phạt hoặc là người ta nói người ta trả lại. Tại vì xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở thu nhập thấp đây là nhiều cái nó bất cập quá, cái suất đầu tư thì cũng tương đối cao nhưng mà cái giá bán lại thấp, rồi chưa nói thủ tục là vô cùng lằng nhằng. Rồi một cái khu đô thị nó đẹp đó, tự nhiên trang ngang vô nhà ở thu nhập thấp, nhìn cái đô thị nó chả ra cái đô thị gì hết. Thứ hai là cái vị trí nó chưa chắc gì nó phù hợp với người lao động. Những người lao động là người ta tập trung ở các khu công nghiệp hay là những cái nơi nào mà có nhiều nhà máy. Còn các khu đô thị thì nó ở cái vị trí khác. Bây giờ cách nhau cả mấy chục km làm sao người ta ở được. Vô cùng bất hợp lý. Cho nên lần này Bộ Xây dựng đề xuất là có quỹ đất dành cho phát triển nhà ở xã hội và nhà thu nhập thấp dành cho những người lao động là giao cho Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh là có nhiệm vụ là lập quy hoạch dành quỹ đất phù hợp để phát triển nhà ở cho những người công nhân, cho những người lao động tùy theo tình hình địa phương. Cái này mình thấy nó vô cùng hợp lý luôn. Không có ai hiểu rõ và sao sát hơn bằng chính quyền địa phương ở đó. Cho còn chủ đầu tư lo quyền lợi của ổng thôi chứ mắc gì ổng lo cho phát triển nhà ở cho những người lao động, cho những người công nhân, đâu có việc của ổng. Việc đó việc của chính quyền, cho nên chính quyền phải ra tay, chính quyền phải làm. Bây giờ chính quyền biết là chỗ nào có khu công nghiệp, khu nào có nhiều lực lượng lao động ở, nơi nào có nhiều cán bộ công chức viên chức ở, thì người ta phải xây dựng những cái chung cư nó gần gần ở đó vài km để tiện cho họ đưa đón con cái đi làm học hành. Chứ còn quy hoạch như bây giờ xa lát xa lơ như vậy sao ở được. Đó là một trong những bất cập mấy mươi năm qua luật đất đai đã quy định mà dường như không bao giờ thực hiện được. Thêm một đề xuất của Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Theo ông Sinh, hiện nay các sàn đang thực hiện giao dịch các dự án nhà ở có sẵn vào trong tương lai. Tuy nhiên, dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, cơ quan này đã đưa ra quy định mọi giao dịch bất động sản phải thông qua sàn giao dịch bất động sản. Tuy nhiên, đề xuất này có nhiều ý kiến trái chiều nhau. Có nghĩa là có người ủng hộ, có người không ủng hộ. Có người không ủng hộ, người ta cho rằng đất của tôi có sổ, có giấy tờ đầy đủ rồi thì tôi giao dịch với nhau chứ việc gì bác tôi qua sàn chứ. Tôi tốn tiền này, tôi tốn tiền kia hoặc là rắc rối gì đó, tốn lại họ có ý kiến cho bạn. Tuy nhiên, giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường cũng có một ý kiến khá là hay. Giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cho rằng cần phải quy định bắt buộc các hoạt động giao dịch đất đai bất động sản đều phải thông qua sàn giao dịch để kiểm tra và xác thực thay cho việc thực hiện công chứng như hiện nay. Công chứng như hiện nay nó có tác dụng như việc lập vi bằng xác nhận có diễn ra giao dịch, chứ còn có việc kiểm tra như thế nào không phải là việc của văn phòng công chứng. Ông Cường lập luận giao dịch mua bán bất động sản là hàng hóa có giá trị rất lớn, là hoạt động ít quan biết đối với số đông người dân, trong khi các thông tin về đất đai bất động sản thường là thông tin bất đối xứng giữa người mua và người bán. Có nghĩa là thông tin người mua người bán có khi cung cấp trái chiều nhau, không ai biết đâu mà lặn ra. Bây giờ phải qua sàn. Đất đai bất động sản đều là tài sản bắt buộc phải đăng ký thông tin giao dịch với nhà nước. Các thông tin về giao dịch đất đai bất động sản cần có cơ quan trung gian độc lập có đủ năng lực xác định tính xác thực của các thông tin về hàng hóa đưa vào giao dịch do người bán cung cấp và có đủ năng lực đánh giá mức độ phù hợp của giá cả giao dịch với thị trường. Tuy có nhiều quan điểm khác nhau nhưng mà riêng cá nhân mình là mình hoàn toàn ủng hộ. Có nghĩa là tất cả những giao dịch bất động sản bắt buộc phải qua sàn. Cho dù anh có sổ hồng, sổ đỏ, có đầy đủ cơ sở pháp lý gì cũng phải qua sàn. Tại vì sao các bạn biết không? Anh kêu rằng đất của tôi là không có vấn đề gì hết, pháp lý đầy đủ. Nhưng đó là anh nói. Cần phải có một cơ quan người ta xác nhận, xác thực rằng thông tin anh cung cấp có đúng hay là không. Thì phải có một cơ quan độc lập. Hoặc là có một đơn vị độc lập. Đơn vị độc lập đây là cái sàn môi giới. Cái sàn môi giới này người ta có trách nhiệm
phải xem cái sổ của mình là sổ thật hay là sổ giả. Rồi người ta xem cái đất đai của chúng ta, cái bất động sản của chúng ta đang bán á, có phù hợp với quy hoạch hay là không, có nằm trong diện quy hoạch hay là không, có dính quy hoạch hay là không, rồi có tranh chấp hay là không, rồi có cầm cố hay là không. Thì tất cả những thông tin đó muốn chính xác thì sàn là người có trách nhiệm phải đi tìm hiểu và đi thẩm định. Thẩm định như thế nào thì người ta có chuyên môn, người ta có nghiệp vụ. Cái gì chia sẻ trên mạng thì người ta thẩm định, còn muốn cho chắc nữa thì người ta đến các cơ quan công quyền để xác nhận những cái bất động sản này là không vướng vấn đề gì hết. Như vậy người mua người ta rất là yên tâm, vì đã qua sàn là sàn phải làm những cái động tác như vậy. Tại vì đường nào cũng trả tiền môi giới đúng không? Thì thay vì trả anh môi giới tự do, lỡ có sự cố gì trừ biết kêu ai. Bây giờ có sàn thì kêu sàn được, chứ còn môi giới tự do có khi nhận tiền chạy một mắt biết đường nào tìm. Cho nên qua sàn là mới nắm được anh sàn. Rồi ngày nay mình có một cái bài ngắn nhỏ chia sẻ như vậy thôi. Bye bye chào các bạn ạ. Các bạn nhớ đăng ký kênh giúp mình nhé. Bye bye chào các bạn.